Chí Nguyễn xin chào các bạn Để tiếp theo series Ruby on Rail cơ bản Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Ruby on Rail và MySQL Trước hết thì mặc định thì Ruby on Rail hỗ trợ là SQLite Và mình muốn làm việc với MySQL thì mình cần phải có một cái thư viện Để tạo cầu nối giữa Ruby on Rail và MySQL Và mình cần phải cài thêm là MySQL Server thì để cài MySQL Server thì ta có thể cài đặt MySQL Server riêng hay là một cài một gói công cụ tích hợp sẵn như ở đây là mình sẽ sử dụng Web Server tích hợp sẵn MySQL ở đây là mình muốn đề xuất sử dụng Web Server vì cách cài nó đơn giản đồng thời thì Web Server nó có cả PHP MyAdmin để chúng ta có thể thao tác trên cơ sở dữ liệu MySQL với giao diện đồ họa thì nội dung của video này thì mình sẽ hướng dẫn cài đặt web server, cài đặt thư viện kết nối, tạo một cái dự án để mà kiểm tra lại việc cài đặt của mình và nói về một số lỗi khi mà cài đặt mà chúng ta có thể gặp phải. Trước tiên thì chúng ta sẽ vào trang web là wamserver com. ở đây là tiếng pháp thì ta sẽ click vào tiếng anh để tải về phiên bản web server mới nhất. À, click vào download ở đây có các phiên bản 64-bit, 32-bit, mình sẽ chọn cái phiên bản là 64-bit này. Click vào đây. Và chọn vào đây để tải về. Sau khi tải về xong, người ta sẽ tiến hành cài đặt qua em server. Chọn Next để tiếp tục đọc các điều khoản quy định và chọn Accept. Và Next để tiếp tục mình sẽ để thư mục cài đặt mặc định là ổ C và thư mục là WAM. À, mình sẽ tạo một cái shortcut trên desktop. Chọn vào đây. Và net. Bước này người ta giữ nguyên cái này và chọn open để tiếp tục. Tới bước này thì mình để mặc định và nhấn net. À, để dấu chách này để mình chạy qua em server 2 ngay lúc này luôn thì sau khi chạy thì bạn sẽ thấy ấy kênh của WAM server ở góc phải trên thanh start bar này nếu mà chưa có thì bạn có thể click vào shortcut này để chạy hoặc là click vào star gõ vào từ khóa wham để hiện lên và ta click vào start wham server để chạy Ta kiểm tra bằng cách vào địa chỉ localhost. Như vậy là việc cài đặt web server đã thành công. Và để sử dụng MySQL và Ruby on Rails thì ta cần phải có thư viện hỗ trợ việc kết nối cho hai thành phần này. Thì ta sẽ tải về thư viện. Và để bắt đầu làm việc này ta sẽ đi vào trang web như trên màn hình để tải thư viện cần thiết. Và mình có các phiên bản ở đây thì mình sẽ chọn là Windows. Microsoft Windows. Và kéo xuống phía dưới các bạn kiếm vào phiên bản mình cần tải. Đây là MySQL Connector. C. No install. 6.0.2.Win32.zip Và click vào nút Download. Ở đây thì có tùy chọn là mình đăng nhập hay đăng ký hay không. Các bạn có thể click vào No Thanks để mà tiếp tục tải về. Chọn vào Server Tích Hợp. Chẳng hạn như ở đây là mình chọn là server US và click vào đây để tải về. Sau khi tải về thì mình sẽ tiến hành copy thư viện library bằng cách truy xuất vào file chấm, uh, .zip vừa tải về này à, vào thư mục library. Ở đây bạn sẽ thấy file tên là live mysql thì mình sẽ copy nó. Rồi mình sẽ vào thư mục cài đặt ruby. Ở đây là mình sử dụng rails installer. Sẽ click vào đây và thấy cái thư mục Ruby 1.9.3 Nếu bạn cài đặt theo cách thông thường thì Thường thì nó sẽ nằm ở ổ C và thư mục Ruby 1.9.3 Ta click vào đây Vào thư mục bin Và Paste cái file library MySQL lúc này Như vậy là mình đã hoàn tất công việc chuẩn bị Để sử dụng Ruby on Rails trên... Windows cùng với MySQL. Để tiến hành kiểm tra thì ta sẽ vào command line. Ta sẽ di chuyển vào thư mục desktop để tạo dự án mới. Gõ vào lọ là rail new tên dự án. Mình sẽ đặt tên dự án là MySQL app và thêm tùy chọn là dấu gạch D và tên hay cơ sở dữ liệu muốn sử dụng mình đặt là MySQL và gõ là enter. Sau khi mà generate hoàn tất thì ta sẽ di chuyển vào thư mục uh, MySQL App vừa mới tạo ra Và gõ vào lệnh rail Server Hay có thể gõ tắt là rail s Khi server đã chạy thì mình sẽ dùng trình giữ web để vào kiểm tra Chỉ xuất vào địa chỉ localhost và cổng 3000 à, Như vậy là dự án đã được chạy, mình click vào About ở đây là bạn sẽ thấy một cái lỗi tên là unknown database Tại vì mình chưa có tạo cơ sở dữ liệu tên là MySQL App Ta sẽ vào localhost Localhost này là của WAM server Và click vào BHP Thì như bạn đã thấy là nó sẽ chưa có cơ sở dữ liệu thì ta sẽ tiến hành tạo cơ sở dữ liệu. Ta có thể tạo cơ sở dữ liệu bằng command line. À, mình vẫn phải giữ cái này để cho server nó đang vẫn chạy. Mình sẽ mở một cái command line mới. Vẫn di chuyển về sư mục là dự án của mình là MySQL app. Ta gõ vào lệnh là ray db 2. Create. Để tạo cơ sở dữ liệu Công việc này nó sẽ tạo cơ sở dữ liệu Một cách tự động Sau khi câu lệnh này Đã chạy thành công thì ta sẽ vào Dự án bên cạnh lúc nãy Và Replot lại bay Clip vào About Hiện như thế này có nghĩa là bạn đã Kết nối thành công Ruby on Rails và MySQL Ta sẽ vào PHP MyAdmin để mà Xem lại thì bạn sẽ thấy ở đây là sẽ có một cái cơ sở dữ liệu mới là MySQL app và có ba cơ sở dữ liệu con của nó là development, production và test. Thì trong những phần sau thì mình sẽ nói rõ hơn về chức năng và ý nghĩa của từng cái cơ sở dữ liệu này. Và đây cũng chính là cái điều mình muốn sử dụng kết hợp giữa Web server và Ruby on Rails. Vì ta có thể sử dụng cơ sở dữ liệu một cách thực quen giống như có thể uh, tạo table mới hay là import rồi uh, có thể truy vấn trên giao diện như thế này nhìn rất là đơn giản. Vài lỗi ta có thể gặp trong cái quá trình cài đặt này, chẳng hạn như là khi mà mình muốn tạo cơ sở dữ liệu bằng câu lệnh là ray db creator on thì nó sẽ hiện ra cái lỗi là tên là Asset deny for user root và để sửa cái lỗi đó thì ta cần phải kiểm tra lại file database trong thư mục config và ở đây thì có các ô là username và mật khẩu trong ba cơ sở dữ liệu thì mình cần điền đúng vào tên username và tên mật khẩu mình sẽ Uh, edit lại theo đúng cái thông tin của mình Là mặc định của qua là username là root Mật khẩu là null Sau khi làm uh, bước này và sao lại Thì ta có thể chạy Là write db write on Một cách bình thường Chúc các bạn cài đặt thành công